Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại với miền núi Tây Bắc. Các bạn ạ, trong buổi ngày hôm nay thì Lượng tiếp tục đưa các bạn đi khám phá chợ phiên nhé. Hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đi khám phá chợ phiên Cán Cấu, Simacai. Chợ nơi đây thì họp vào sáng ngày thứ bảy hàng tuần nhé. Bây giờ thì Lượng sẽ mời các bạn cùng Lượng khám phá chợ phiên vô cùng là đặc sắc ở trên vùng cao này. Các bạn ở khu vực này Lượng thấy họ bán vô cùng là nhiều những cái mặt hàng nông sản sạch này, đặc sản ở trên vùng cao nhá. Bây giờ thì Lượng sẽ đưa các bạn đi tìm hiểu kỹ hơn về chợ phiên này, xem đồng bào họ có gì để bán nhá. Xin mời các bạn. Các bạn ở khu vực này thì đồng bào người Hơ Mông ấy thì họ bày những cái mặt hàng nông sản đặc sản địa phương ra bán này. Đó. Cái mặt hàng như kiểu gừng này, đỗ này rất là nhiều nhá. Toàn là nông sản sạch thôi các bạn ạ. Ở đây mình quan sát thì họ còn bán cả những cái mặt hàng như kiểu là ớt như này các bạn ạ. Ớt thì họ sẽ bày ra những cái rổ bán như thế này. Đó. Cháu chào chú nhá. Chú bán hồng à chú? Hồng này nhà chú trồng à? Nhà trồng chứ. Cháu tưởng chú đi mua của dân, quả to nhỉ? Này ngâm rồi đúng không chú? Vâng, ngon đấy. Này chú bán bao tiền? 20.000 một cân à? Còn cái này là quả chanh leo của nhà chú à? Vâng. Cháu cảm ơn nhá. Các bạn ạ, đây là những cái quả mắc khén này. Đó, gia vị đặc sản của đồng bào vùng cao. Còn đây là thảo quả này. Đó. Đây có một ít củ tam thất khô nhá. Mỗi túi này một cân à tím? Mỗi túi này một cân nha các bạn. Các bạn ạ, cái củ tam thất ấy là một trong những cái dược liệu quý ở trên đồng bào vùng cao nhá. Cái này thì nó có vô cùng là nhiều công dụng này. Này thì dùng để chữa bệnh xương khớp này, kiểm lết dạ dày này. Đó các bạn ạ, và chữa mụn nhọt này, phòng ngừa ung thư này. Đấy, tiêu viêm này. Đấy, và tan u nhọt này. Và tăng cường hệ miễn dịch này, đó. Và kích thích ăn ngon ngủ ngon đó, và phòng ngừa suy nhược này. Suy nhược này các bạn ạ, và một số những cái bệnh khác nữa nhá. Đấy, tăng cường sức khỏe này. Đó, và dùng để hồi phục sức khỏe. Cháu chào cô ạ. Cái này nhà mình tự làm không cô? Hương này cô tự làm. Cái này thì cô bán bao tiền một bó hả cô? 10.000 một bó. 10.000 một bó à? Thơm lắm các bạn ạ. Này, họ còn đốt thử này. Đốt để cho người mua họ kiểm tra thơm. Còn cái này là cái hoa tam giác mạch, hạt của hoa tam giác mạch các bạn ạ. Cái này thì mang về để gieo nhà cô nha, đẹp đấy. Đây các bạn là những cái chùm nho rừng này, nó rất là tuyệt vời nhá. Lạc này rất là nhiều. Chào hai cô nhá. Cháu quay phim nhờ tí nhá. Đây cũng là hạt tam giác mạch này. Đố này các bạn ơi. Đây là những cái dây của ấy gùi ấy các bạn. Đồng bào vùng cao thì họ cái gùi là một trong những cái vật dụng thiết yếu không thể bỏ qua được trong đời sống hàng ngày của đồng bào nơi đây. Đó. Này thì họ tết từ những cái vỏ của cây cọ và vỏ của cây móc ấy. Chắc lắm, dẻo lắm các bạn ạ. Đó, những cái mặt hàng rau củ quả nông sản sạch họ bán khá là nhiều nha các bạn ạ. Ớt khu vực này ớt nhiều lắm. Đây mình họ thấy họ bán cả cái bột ớt này. Đấy các bạn ạ. Ớt họ trèo các bếp xong rồi họ nghiền ra mang ra chợ bán. Chào cô nhá. Cô bán sâm đường quy này. Đang bó gừng à? Cái củ sâm đường quy này to thế. Này các bạn ạ. Củ sâm đường, cái sâm đường quy này rất là to này. Củ này chắc phải tầm 8 củ được 1 cân đấy này các bạn ạ. Thơm lắm các bạn ạ. Rất là thơm luôn này. Cái túi này phải rơi vào tầm 3 cân các bạn ạ. Những cái củ sâm đương quy này các bạn mang về để ngâm rượu rất là tốt này. Củ nó lớn này mang về ngâm rượu tuyệt vời lắm. Đó các bạn ạ.
Nhưng cái củ này thì nó có rất là nhiều công dụng này. Đấy. Và rất là nhiều cách sử dụng nhá. Cái này mình có thể sử dụng là ngâm rượu này, đun nước uống này, nấu canh này, đó, hầm xương, hầm gà nhá. Đó các bạn ạ. Này đồng bào họ bắt đầu thu hoạch nhá. Cuối năm này bắt đầu gần gần đến thời điểm cuối năm này họ thu hoạch mang ra chợ bán. Xong là họ thu hoạch mang đi phơi khô. Đấy các bạn ạ. Hầm đương quy này có rất là nhiều công dụng nhá. Nó chữa bệnh xương khớp này. Đấy. Và những cái bệnh liên quan đến viêm phế quản, viêm họng này các thứ này. Đấy. Và điều trị những bệnh viêm tắc tĩnh mạch này. Đấy, tăng cường sức đề kháng này các bạn ạ. Và phòng ngừa suy nhược này. Đấy. Chữa những bệnh thiếu máu này, đó. Và đặc biệt là ai bị ốm yếu gầy thì lấy cái này về sử dụng này. Đấy, cái này là một trong những cái loại vị thuốc bổ nhá. Đấy, đồng bào vùng cao ấy thì họ hay sử dụng cái này để tăng cân đấy các bạn ạ. Em chào chị nhá, chị bán thuốc à? Em xem tí nhá. Đây các bạn ạ, mình thấy ở đây thì có chị gái bán cái củ thất diệp nhất trí hoa này, củ rất là lớn. Đây các bạn ạ, những cái củ này thì để mình đếm xem nó tầm bao nhiêu năm rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 năm rồi các bạn ạ. Tính từng một đốt này nhá, mỗi một đốt là 1 năm này các bạn ạ. Thì tức là củ này nó vòng đời của nó là 9 năm rồi. Cái này mang về ngâm rượu hoặc chữa bệnh rất là tốt nhá. Cái này thì dùng thấy đồng bào vùng cao ấy, họ hay sử dụng dùng để chữa những cái bệnh dạ dày này, phòng ngừa ung thư này, tan mụn nhọt rất là tốt nha các bạn ạ. Cháu chào cô nhá, đây là cái món gì đấy cô? Không bánh trôi đấy rồi, nhưng mà cái này cơ. À ngô à? Bánh đúc ngô à? À cái này mình nấu trong cái nồi xong mình đổ ra đấy à? À chuẩn bị ăn phở chua. À cháu chào bác nhá. Vâng, bác bán thuốc. Cái này là mật ong rừng ấy nhỉ bác nhỉ? Cái này mật ong khoái à? Có một loại mật ong rừng thôi, không phải khoái đâu. Tức là mật ong xuôi ấy nhỉ? Khoái là vâng. Ở đây không có khoái à? À vâng. Cái này là thuốc gì đấy à chú? Hả? Cái này thuốc gì đấy ạ? À? Cái này cái xương khớp à? À, xương khớp à? Đun nước uống hay là ngâm rượu đây? Đun nước. À, đun nước à? À, ồ, cái này cái nấm linh chi à? Ờ, linh chi. Cái này chú lấy trên rừng về đó à? Vâng. À, nấm rồi, nấm linh chi rừng này các bạn, nấm linh chi đen đấy. Cái này dùng để chữa bệnh hay dùng để làm gì đấy? Cái này chữa bệnh là có chữa được hai bệnh đấy. Bệnh gì với bệnh gì ạ? À? Cái bệnh gan này. Vâng. À, cái đi đái là ra máu rồi cũng dùng cái này. À chữa bệnh gan với bệnh đái ra máu. Ừ. Thì cái này thì dùng đun nước uống à hay ngâm rượu? Đun nước à, ngâm rượu cũng được. Đun nước hoặc ngâm rượu. Ừ. Cái này thì nó mọc ở những cái cây mục ấy đúng không ạ? Không, cái này là màu cái gốc cây tre đấy. À gốc tre, gốc nứa đấy à? Ừ. À. Cái này thì cũng có ít thôi đúng không chú? Có ít thôi, không có nhiều đâu. Một cũng năm thơm. Chỉ có một túi này thôi. À, có thơm thơm này các bạn ạ. À. Đấy, tuyệt vời nhá. À. Còn này là cái củ gì đấy ạ? Cái này củ chưa được giả dày là trạng này. À, chắc là củ bình vôi. Kiết lỵ à. À, củ bình vôi này các bạn ạ. Chứa bệnh dạ dày này, đại tràng này, kiết lỵ này. À. Còn có cả lông nhím này dùng để làm gì đấy ạ? À, lông nhím là cái đau cổ. À chữa bệnh đau cổ à? À, đau cổ à, vâng. Cái lông nhím. Vâng cháu cảm ơn nhé. Cháu chào cô nhá. Đây có cô bán dược liệu này. Các mặt hàng thuốc đấy các bạn. Cái này là cái chai thuốc chữa đau khớp đau lưng dùng để xoa bóp nha cô nhỉ. Xoa bóp dùng uống cũng được, ngâm với rượu sẵn rồi. À cứ nói chung là đau xương khớp chân tay là chữa được hết đúng không? Tốt à? À vâng.
tất cả những mặt hàng thuốc này các bạn. Ốp. Sao cái này bán hết rồi, còn mỗi cái đầu thôi à? Cái này bán hết mà. À, cái thảo dược hình con người này bán hết rồi, còn hai cái đầu và còn một đôi nguyên nhá các bạn. Này, một cặp nam nữ này. À, cái này đó là cái quả nhá, mọc ở trên rừng đấy. Này, các bạn thấy này, đó. Một cặp con trai con gái luôn các bạn ạ. Và tất cả những mặt hàng thuốc này. Có thuốc chữa dạ dày không? Có mà, thuốc dạ dày. Cái này là dạ dày, cái này là phải dạ dày này. Cái này là hai loại này, đau dạ dày à. Cái này là đau phổi, đau gan. Cái này à, chữa phổi, chữa gan, dạ dày. Cái này là phải thuốc ho. À, thuốc ho. Cái này là phải bằng trí ạ. À. Bằng trí, ngoài trí là cái à, trí nữa ạ. Thế còn cái gói thuốc này? À, cái này là thuốc không có con. À, không có con à. Cái này là thuốc dạ dày tròn nhiều. Cái này là thiếu máu, thiếu tim. Cái này là hai loại này là đau phổi. Vâng. Cái này đau đại tràng ấy. Thế cái hình con người này dùng để chữa bệnh gì? Cái này? Vâng. Cái này là biết dùng thì tú nhiều loại cái này à. Thế thì cô thường thì chữa những bệnh gì cái này á? Thì huyết áp cao này, thiếu máu này, đau lưng, đau khớp này. Chứa cái này, dùng cái này để chứa hết à? Chào chú nhá, chú bán gừng à? Gừng mình cũng bó như thế này luôn à? Đấy các bạn ạ, à, trên vùng cao thì bất cứ những cái mặt hàng gì ấy, bó được họ sẽ bó vào thành từng bó một. Xong mang ra chợ để bán nhá. Mỗi bó gừng này thì bán bao tiền à? À, 10.000 bó này. Ô, cái đỗ đẹp nhỉ. Cái này thì bán bao tiền à? 5.000. À, 5.000 bó đỗ này. Đấy các bạn ạ. Đỗ thì họ tự trồng đấy. Đấy, cái này bó bằng rơm luôn này. Đấy, cả rau cải cũng bó bằng rơm này các bạn này. Đẹp chưa? Xanh mướt luôn này. Ồ, bán cả ổi luôn này. Đây là rau bí này. Đấy. Rau bí đồng bào vùng cao thì họ làm một trong những cái thức ăn chủ yếu. Họ trồng quanh năm các bạn ạ. Dùng để ăn lá quanh năm và quả cành quanh năm nhé. Ngoài những mặt hàng hoa quả này ra thì họ còn bán những cái mặt hàng như kiểu mật ong nhé các bạn ạ. Đây là mật ong núi đá này. Đó, mật ong khoái đấy các bạn ạ. Đây thì họ lấy về xong vắt. Họ lọc rất là sạch này. Cho mình quan sát họ lọc sạch lắm. Không còn tí bụi nào đâu và có tí sáp nào dính ở đây đâu. Đấy, xong là họ mang ra chợ để bán. Mỗi một cái chai này là 1 lít nha các bạn. Hơn 1 lít một tí đấy. Đó, cứ cho đầy chai được cái chai này. Kín mít luôn này. Đó các bạn ạ. Ngon lắm. Mật ong này, mật ong hoàn toàn nguyên chất 100% đấy các bạn ạ. Các bạn muốn mua mật ong ấy thì đi chợ phiên vùng cao để tìm mua những cái chai mật ong như này về sử dụng này. Đó, rất là tuyệt vời. Hoặc là các bạn có thể mua qua kênh của Lượng nhé. Để Lượng có thể mua giúp các bạn. Các bạn ạ, hiện tại thì đang vào vụ mùa ấy, cho nên là bà con ấy còn tranh thủ đi gặt nên là chợ phiên cũng hơi vắng một tí nhá. Chào cô nhá, cô bán túi thổ cẩm à? Cái này cô tự làm hay cô đi mua của dân về cô bán lại? À, tự làm à? Đẹp thật đấy các bạn ạ. À, này những cái túi thổ cẩm ấy. Đó, như kiểu cô đang đeo này, đẹp lắm. Đeo với bộ quần áo của người Mông này nữa thì đẹp, tuyệt vời này. Đẹp lắm các bạn quan sát này. Cái này thì họ tự đan thôi nhá, đan từ những cái bàn tay khéo léo của họ đấy. Đó, tuyệt vời các bạn ạ. Đây đi, ở cô này có rất là nhiều này. Mỗi một cái này thì cô đan hết bao lâu hả cô? Làm hết bao lâu ạ? Hết 2 ngày không? À, một ngày được một cái túi rồi. Đó. À, thế à. Đấy, đẹp lắm các bạn ạ. Cái này thì họ cũng có khóa này và rất là nhiều ngăn ở bên trong nhá. Đây có cả ngăn to này, đó, và ngăn bé để đựng tiền nữa này. À, rất là tuyệt vời.
Đó, đẹp lắm. Bán chổi à chị? Sao ngồi ngoài nắng thế này? Đây mình tiếp tục lại thấy bà cô bán dược liệu này. Nói chung là chợ phiên vùng cao ấy, thì đồng bào họ bán dược liệu rất là nhiều nha các bạn. Đây, cái quả dùng để chữa bệnh chống bụng đầy hơi khó tiêu này, nó và ngộ độc thức ăn này. Cái này thì rất là hiếm nha các bạn ạ. Cái thảo dược này họ lấy ở trên rừng già về. Đây thì cả chợ ấy mình thấy có một túm này thôi, nó chỉ tầm 300 gram nha các bạn ạ. Cái này thì cách sử dụng nó rất là đơn giản thôi các bạn ạ. Cái này thì các bạn có thể mang về đốt nó cháy đi, đốt qua lửa nó cháy đi nhá, xong rồi pha với nước uống, nó là chữa được bệnh luôn. Cái này thì ngày trước đồng bào trên này họ còn nấu cao cơ, nó nấu cao cái loại này. Nhưng mà nấu cao thì nó ngót quá, bây giờ ít khi người ta nấu cao, người ta bán cả quả như này về chữa bệnh thôi nha các bạn ạ. Ở khu vực này là khu vực họ bán những cái mặt hàng trang phục thổ cẩm của đồng bào người Hơ Mông nha các bạn ạ. Những bà cô thì ngồi đây bán những bộ đồ váy áo này, trang phục truyền thống rất là nhiều nhá. Ngay trước mặt mình đây là những cái điệu trẻ con này. Đó, những cái này thì đồng bào người Hơ Mông ở trên này thì họ rất hay sử dụng. Này thì họ đan thủ công thôi nhá các bạn ạ. Đó. Ở góc bên này thì những chị em người Hơ Mông ấy họ đang trao đổi những cái đồ thổ cẩm ấy. Đó, họ khâu thêu đan được thì mang ra chợ để bán. Ở khu này thì họ bán những cái bộ váy truyền thống của đồng bào người Hơ Mông này các bạn ạ. Chào chị nhá. Em quay tí. Cái bộ này thì bán bao tiền nhỉ chị? Một bộ là 2 triệu à? À, bộ quần áo của người Mông không hề rẻ. Một bộ hay một cái váy này? À, một cái váy này 2 triệu rồi các bạn. Đó. Sao nó lại đắt thế hả chị? À, nhiều màu, mất nhiều công làm à? À. À, cái này thêu tay hết đấy à? À, ví dụ như kiểu em thấy cái họ cứ bật, cứ thêu trong quần quấn và là cái này đấy à? Để làm cái này đấy à? À, mất nhiều công, cũng vất, rất là mất nhiều cái vật liệu để làm một cái váy, cho nên là giá trị là rất là cao nha các bạn ạ. Và mặc vào rất là đẹp, mặc cái váy này với lại bộ áo truyền thống của người Hơ Mông nó đẹp lắm các bạn ạ.